chuyên mục phản ánh người thật, việc thật, Phan Thiết, Bình Thuận, không nên biết đường dân đi lại. Ông Ngô Đình Miên đề nghị các cấp lãnh đạo thuộc thẩm quyền nên coi lại việc làm sau đây. Theo phản ánh của người dân đang sống tại khu vực từ cuối đường Ngô Đức Tốn, thôn Xuân Phú, xã Phong Nẵm, Phan Thiết, nối dài tới Bào Cây Bông và Ủy ban Nhân dân xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, gần một tháng nay lại xuất hiện rào chắn hoàn toàn con đường này, ngăn lưu thông hai chiều từ Hàm Thuận Bắc xuống và từ Phan Thiết lên. Hàng rào được đặt trên đường, ngay vị trí ranh giới giữa huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết. Nơi rào chắn không có bảng biểu, cũng không có ai coi ngó kiểm soát. Bà con nói đó là rào chắn với mục đích ngăn dân đi lại để chống dịch, không phải vì mục đích khác, nhưng không biết của thành phố hay huyện. Người dân thắc mắc, đây là con đường lưu thông chính từ khu vực bên trong của xã Hàm Liêm và Hàm Chính xuống Phan Thiết, là đường ngắn nhất và thuận tiện nhất. Nếu ở đây lập chốt kiểm tra chống dịch, vẫn để cho lưu thông có điều kiện là rất là tốt, để cho cán bộ công chức, công nhân đi làm, người dân có việc cần qua lại có đủ giấy tờ theo quy định. Nhưng ngược lại, nơi đây lại là hàng rào bịt kín, cấm không cho bất kỳ ai qua lại. Người dân ở khu vực hai bên rào chắn này, từ Phong Nẵm muốn lên Hàm Liêm hoặc ngược lại, phải vòng ra đường quốc lộ 1A và quốc lộ 28, bao hết cả khu công nghiệp Phan Thiết, nên phải đi đoạn đường dài hơn 6 cây số, gấp 10 lần đoạn đường sẵn có trước khi bị rào chắn. Người dân đặt câu hỏi, rào chắn này có được lập ra theo quyết định của cấp thẩm quyền không? Vì đây là đường nối huyện Hàm Thuận Bắc với Phan Thiết, cấp phường, xã không có quyền rào chắn. Nếu cấp huyện hoặc thành phố giao cho cấp xã, phường là không đúng. Nếu thực hiện theo quyết định của cấp thẩm quyền, thì việc lập rào chắn cứng này có hợp lý không? Có làm cản trở việc đi lại ảnh hưởng đến đời sống nhân dân không? Ông Ngô Đình Minh có ý kiến riêng như sau. 1. Việc rào chắn đứt hoàn toàn con đường thông thương giữa Phan Thiết và Hàm Thuận Bắc như vậy là hoàn toàn bất hợp lý, nếu không muốn nói là sai lầm. 2. Nếu như cả Hàm Thuận Bắc và Phan Thiết đều ở cấp độ dịch từ 3 đến 4, thì cho thiết lập trạm kiểm soát dịch tại đây, để người dân có thể qua lại với điều kiện đầy đủ giấy tờ là phù hợp nhất, không thể rào chắn cứng như vậy được. 3. Vì không rõ trách nhiệm thuộc về Phan Thiết hay Hàm Thuận Bắc, đề nghị bên nào có trách nhiệm thì sớm dỡ bỏ rào chắn cứng và thay bằng chốt kiểm soát.